Đây, một số dàn lắp đuôi tôm inox hay dàn chassis đó, đầy đủ dành cho tất cả loại máy nha. Gồm có bánh lái, một bộ gồm có bánh lái nè, bánh này nè. Với inox á thì xài cùi lẳng hay lắc léo nè. À, inox đó là xài cái này, còn sắt là xài bố này nè. Nói dàn lắp sắt là xài bố, lắp inox thì xài cùi lẳng. Hay lắc léo đó. Dày rồi con ơi. Một phân luôn. Rất dày. Rất dày nha. Tất cả đều có từ máy từ 5 ngựa rưỡi chứ đến 20 ngựa đều có dàn lắp rồi con. À, con thích sắt hay nóc rồi con đặt. Sắt hay nóc thì mẫu giống nhau thôi, mẫu hàng thiết kế giống nhau, khác chất liệu thôi. Đầy đủ sắt inox. Trung bình nó dài 2 mét nha, 2 mét nó sẽ im hơn, nó không quơ máy. Máy nó sẽ nhẹ hơn. Trung bình là một cái ống lắp này 2 mét nè. Còn mà con đặt bao nhiêu thì muốn đặt bao nhiêu đặt, nó trung bình là 2 mét nè. Đó, chiều dài của ống là 2 mét. Tới chân dịch từ nếu tính từ chân dịch là 2 mét mốt đó, còn ống là 2 mét. Còn mà con muốn đặt bao nhiêu thì đặt. Tùy vào con theo điều kiện mà con xài muốn đặt mấy mét đặt. Đây cùi lẳng nè, hay gọi là lắc léo á, inox nè. Dành cho dàn lắp inox sắt gắn cũng được, quan trọng là nó đi theo bộ thôi, bà con yêu cầu thì có gắn bằng dàn sắt cũng được. Đây cái nào dàn sắt thì xài bằng này. Đây con này là bố nè, bố đó máy ly 25 ly nha, dành cho máy lớn 18 ngựa là 25 ly nè, 25 ly là 18 ngựa nè, 19 ly là 6 ngựa rưỡi, 5 ngựa rưỡi nè. Đây là số dàn lắp đuôi tôm trung bình là 2 mét mà con. Bánh lái rất là đẹp luôn nè, bánh lái nước rất là đẹp mà con ơi, bánh lái rất là đẹp luôn. Này nóc nè, ốc ác nóc hết luôn nè, cũng có quài nóc quấn dây hết này mà con. Đối với dàn lắp này quấn dây toàn bộ nha, chịu khó quấn dây mà xài được 5-10 năm nóng hư mà con ơi. Quấn dây xài rất là bền, quấn dây xài rất là lâu hư nha mà con, chịu khó một chút mà xài lâu hư. Nếu bà con muốn xài bền á, quấn dây á, lâu lâu mà con lấy nhất cũ á, con đổi lỗ này nè, đây đổi mấy cái lỗ cái sau hang thẳng bà con nè, đổi nhờ nó sẽ lâu hư dây hơn, xài được 5-6 năm khi con xài kỹ là có 10 năm chưa hư bà cây ở trong á. Còn nếu bà cây có hư lâu lâu mà cây ở dưới có lỏng mà con đóng ra nha, lấy đồ trắng lấy ra không đóng mà cây vô thôi, đóng vô cháy dây. Khi nào lâu lâu bà cây có mòn hay lỏng á, đóng ra lấy ra, đóng cái khác vô mấy ngàn bạc, không được đóng dồn thôi bà con, còn lấy cái này ra dễ lấy lắm mà con, lấy dích trẻ làm hai là rất ra. Nên là số dàn lắp đuôi tôm inox sắt léo léo đầy đủ, chắc cứng mà không. Cái này nè, bự nè, dành cho 18 ngựa nè, cái này là 18 ngựa nè, lắp 42 nè. Alo. À em do nó gửi đi đó nha. Dạ dạ. Dạ. Dạ dạ ok anh. Dạ, con dạ còn được có 3 con nữa anh ơi. Anh về đổ nhớt vô với đổ xăng vô anh, em thử chạy trước rồi đó, đi đường xa em thử trước cho chắc ăn. Dạ. Dạ. Có sẵn luôn ha. Dạ, ghim bình vô là tự sạc luôn nha. Đúng rồi, ghim bình vô tự sạc tự đầy tự bún luôn đó. Nó có hộp đó đó. Ông đa được rồi. Dạ. Rồi rồi, nhớ chở chai nha, đổ nhớt nhau vô chảy nha, em cho đi à. Dạ. Rồi ok anh, gọi luôn. Có Zalo em. Dạ.
Đây số vàng lắp inox đây. Bà con nào có nhu cầu đặt hàng alo nghe, giao hàng toàn quốc nha. 088 635 6707. Gồm có sắt nè, inox 201, inox 304. Tùy theo bà con thích chất liệu nào con đặt chất liệu đó, mẫu mã giống hệt nhau. Mẫu mã làm giống nhau hết.